Đây là bộ phim kinh dị Đài Loan, được đề cử 5 giải Kim Mã, chi phí 200 triệu, nhưng người nổi tiếng chỉ có thể đóng vai phụ. Đó là phim kinh dị Trung Quốc hàng đầu, The Threat, một nhóm khoa học đã phát minh ra sản phẩm công nghệ cao có thể bắt ma. Miếng bọt biển mạnh giới, họ dùng thứ này để bắt con ma đầu tiên trên thế giới. Ta cậu bé trước mặt này, sau nhiều ngày quan sát thử nghiệm, cậu dường như không thể nhìn thấy hình ảnh, tai không thể nghe được âm thanh, miệng cũng không thể nói được, rất khác với những bóng ma mà chúng ta nghĩ đến. Chỉ cần lặp lại những hành động tương tự mỗi ngày, hãy đứng dậy trước và đi tới cửa sổ, nhặt quả táo trên bàn, cắn một miếng rồi ném xuống đất, ra ngoài đúng giờ lúc 4 giờ rưỡi, cho đến nay không có tính công kích, nhưng cách đây vài ngày có một nhiếp ảnh ra nước ngoài, lại chết một cách bí ẩn và bi thảm trong căn phòng này. Cảnh sát Kỳ Đông chịu trách nhiệm điều tra vụ án, tìm thấy 5 dấu vân tay trên tim người quá cố, đánh giá từ kích thước chính xác là lòng bàn tay của một đứa trẻ. Anh suy đoán người nước ngoài lúc đó đã chụp ảnh cậu bé. Tôi quay lại và nhìn vào góc, vừa hay bốn mắt nhìn nhau bị phát hiện, chết thảm thương ngay tại chỗ. Vì vậy Kỳ Đông đã đi đến kết luận, con người không được nhìn vào mắt ma. Và vào lúc này, Tô Viên của nhóm khoa học bước vào phòng thí nghiệm một mình. Cô ta muốn cướp đứa trẻ, độc quyền về kết quả thí nghiệm, không ngờ lại bị mọi người phát hiện. Trong tuyệt vọng, trưởng nhóm Kiều Bản đóng cửa phòng thí nghiệm, anh ta yêu cầu Tô Viên nhanh chóng thả đứa trẻ ra. Nhưng mở tờ báo bọt biển mạnh giới, không có gì bên trong. Lúc này Kỳ Đông phát hiện có điều gì đó không ổn, yêu cầu Tô Viên đừng nhìn sang trái, đừng bao giờ quay đầu lại. Vào khoảnh khắc người quỷ nhìn nhau, đứa trẻ tiết ra một sợi chỉ mỏng từ trán, kết nối nhanh chóng với lông mày của Tô Viên. Sau đó bàn tay của anh ấy thực sự hiện hình, tan vào cổ Tô Viên. Điều này cũng xác nhận phỏng đoán trước đó của Kỳ Đông. Một khi nhìn vào mắt ma, sẽ được nhìn thấy, và sau đó kết nối bởi sợi chỉ, quỷ có thể hiện thực hóa, giết ai đó một cách dễ dàng, mạo hiểm mạng sống. Kỳ Đông xông vào và lôi xác ra. Một cảnh tượng thậm chí còn kỳ lạ hơn xuất hiện. Trong khi kéo cơ thể, hồn của Tô Viên đã tách ra khỏi cơ thể và ở yên tại chỗ. Chết tiệt, Kiều Bản giải thích, sau khi chết sức mạnh tinh thần của con người sẽ hình thành từ trường. Đó là những gì chúng ta thường gọi là ma, nhưng chỉ có thể tồn tại trong thời gian ngắn, rồi sẽ hồn phi phách tán. Còn đứa trẻ trong căn phòng đó sao có thể tồn tại trong một thời gian dài như vậy? Anh ấy cũng không biết, nhưng để tìm ra nó càng sớm càng tốt. Các thành viên trong nhóm đã có một quyết định táo bạo. Họ đã ở lúc 4 giờ 30 chiều, mở cửa phòng thí nghiệm, cố tình để đứa trẻ ra khỏi phòng. Theo quan sát trước đây, hành động của cậu ấy về cơ bản là lặp lại hoạt động đã làm khi sống. Nếu may mắn có thể tìm thấy một số manh mối hữu ích. Kỳ Đông với kinh nghiệm theo dõi tuyệt vời thời điểm này rất hữu ích. Theo tiểu quỷ tới một nơi được gọi là trường tiểu học giáo dục đặc biệt. Trời đang tối dần, cậu bé bước vào lớp học lớp 3 và bắt đầu biểu diễn mà không cần bất kỳ vật dụng nào. Tật sách trên ghế như thường lệ, giơ tay để trả lời một câu hỏi, nhưng chợt cậu nhìn lại, rồi nhanh chóng bước ra khỏi lớp, leo lên lan can không chút do dự, nhảy xuống dưới. Việc nhảy lầu có phải là nguyên nhân cái chết của cậu ấy không? Với nghi ngờ, cậu bé đứng dậy đi đến khu tiếp đón phụ huynh lớp 3. Nói chuyện một cách tự giác, mẹ, Hoa á ngỏ Hoa, nhưng mẹ sẽ không bao giờ đến đưa con về nhà nữa. Kỳ Đông theo anh đến tận đêm khuya, đói đến mức không thể chịu phải ăn nhẹ nửa đêm bên lề đường. Một kẻ say rượu đột nhiên xuất hiện, bám vào cột điện thoại và tiểu tiện bên đường. Thật không may đã nhìn vào mắt đứa trẻ, Kỳ Đông nhanh chóng xịt miếng bọt biển mạnh giới lên viên đạn, ý thu hút sự chú ý của đứa trẻ. Ai biết tình cờ có một cảnh sát đang tuần tra bên đường. Đừng di chuyển, bỏ súng xuống, bỏ súng xuống. Trong tuyệt vọng, Kỳ Đông bắn bị thương viên cảnh sát trước, đánh lạc hướng đứa trẻ một lần nữa. Không ngờ viên đạn vô tình găm vào chân một người qua đường. Lần này đã thành công thu hút sự chú ý của đứa trẻ. Sao anh dám đánh cảnh sát? Nhưng hận thù đã chuyển sang Kỳ Đông. Đừng bao giờ nhìn vào mắt cậu ấy. Khi cậu nhìn thấy cậu ấy nhìn thấy cậu. Đúng như mong đợi người lính đặc nhiệm chuyên nghiệp, mắt không hề cử động, nhưng đã nghĩ nhắm mắt lại sẽ ổn thôi. Kỳ Đông mới thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên bị bắn sau lưng. Hóa ra cảnh sát ở đây để hỗ trợ. Cứ như thế Kỳ Đông bị ghim xuống đất, mơ hồ nhìn thấy một đường mỏng dưới chân đứa trẻ. Vì anh ấy đang mặc áo chống đạn nên sẽ ổn thôi. Điều bất ngờ là tiểu quỷ thực sự đã tự mình quay trở lại phòng thí nghiệm. Kiều Bản không sợ điều này, thay vào đó cảm thấy ghen tị, tưởng tượng không bao giờ phải trải qua sinh lão bệnh tử, không cần phải đi làm, gạt bỏ mọi lo toan cuộc sống, nhưng có thể tồn tại tự do trên thế giới, điều đó sẽ như thế nào? Làm người thật đau đớn. Ngày hôm sau, Kiều Bản sử dụng đặc quyền của mình để bảo lãnh cho Kỳ Đông. Đại nhân vật, có người mang tài liệu nhà nước đến để bảo vệ cậu. Cậu là ai? Tổng thống phải là ba của cậu.
kín vào đây cậu có thể đi. Điều quan trọng nhất lúc này là tiếp tục tìm ra nguyên nhân cái chết của đứa trẻ. Có lẽ sẽ tìm ra bí mật của hồn ma không tán. Vậy là Kỳ Đông đã đến trường tối qua, tìm hiểu hoàn cảnh từ giáo viên của cậu bé. Thật bất ngờ cậu bé đã mắc một căn bệnh rất hiếm gặp từ khi còn nhỏ. Nhiều khối u ở ngực và cổ, mụn nhỏ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở ngực và cổ. Bởi vì không thể chịu sự chế giễu bạn cùng lớp, cậu bé quyết định nhảy lầu tự tử, vẫn còn một hơi thở. Nhưng mẹ không đưa con đến bệnh viện ngay, thay vào đó đưa tay ra bóp cổ. May mắn thay hành động này đã được giáo viên của trường có mặt ngăn chặn. Nhưng từ đó trở đi, không ai còn gặp lại mẹ con họ nữa. Có người còn nói cô ấy về nhà bố mẹ đẻ để giúp đỡ. Hoa trên núi gần Đài Bắc. Phải là hoa sen thảo không? Biết điều này, chỉ có một nơi duy nhất trên núi ở Đài Bắc có cánh đồng hoa sen thảo. Kỳ Đông lái xe cùng Kiều Bản để tìm hiểu, nhưng ở trên đường, ông chủ đằng sau nhóm khoa học đã gọi. Anh giận dữ buộc tội Kiều Bản liều lĩnh, thậm chí còn làm bị thương cảnh sát. Ngay bây giờ giải tán đội khoa học, bàn giao bọt biển mạnh giới duy nhất. Nhưng giờ đây bí mật về sự hình thành của hồn ma sắp được hé lộ. Làm sao Kiều Bản có thể bỏ cuộc giữa chừng? Kiều Bản về cho tôi. Họ cũng đến đỉnh núi hướng tới hoa sen thảo. Nhưng ở nơi rộng lớn như vậy phải đào đến năm nào? Kiều Bản đưa tay phải ra, giữ chặt bốn ngón tay, giữ ngón tay cái của mình xuống, tận dụng quy tắc đã học ở trường trung học cơ sở, còn gọi là quy tắc xoắn ốc bên phải. Đó là cách xác nhận vị trí chôn cất. Như mong đợi, Kỳ Đông nhanh chóng đào xác đứa trẻ lên, nhìn vết bầm trên cổ, lẽ ra phải bị bóp cổ đến chết. Thế là Kiều Bản kết luận có hai điều kiện hình thành quỷ. Đầu tiên là có đủ hận thù trước khi chết, đủ để ngưng tụ thành năng lượng mạnh mẽ. Thứ hai là nơi chết đặc biệt, nơi chôn thi thể cậu bé, là điểm giao nhau của từ trường của trung tâm bức xạ Đài Bắc. Khi electron tăng tốc trong một vòng tròn, tạo ra dòng điện đủ mạnh mẽ, điểm mà các đường đi qua trung tâm, cung cấp một nguồn năng lượng ổn định cho cậu bé. Bằng cách này hồn ma sẽ không tan biến. Ngay khi mọi bí ẩn được tiết lộ, mọi chuyện đã thay đổi 360 độ. Chờ cho đến khi mọi người quay lại, đứa trẻ nằm trên kính một cách bất thường, và Kỳ Đông ở dưới chân cậu ấy, tìm thấy sợi chỉ mỏng manh từ trước. Nhiều năm xử lý vụ án đã mách bảo anh bằng trực giác. Vấn đề này không hề đơn giản như vậy, vì vậy đã theo dõi dây và kiểm tra nó bằng mọi cách. Kỳ Đông đi không xa, trưởng nhóm khoa học đã cử một nhóm người tới đó. Kiều Bản thấy tình hình không ổn, nhanh chóng để người lấy bọt biển mạnh giới để thu thập các hồn ma. Bọt biển mạnh giới mở rộng hoàn toàn chỉ cần hấp thu năng lượng sóng điện từ đủ mạnh, khi được một người cầm trên tay có thể đạt được hiệu ứng chống trọng lực. Đang nói chuyện hồn ma bỗng trở nên cáu kỉnh, sợi chỉ mảnh dưới chân lập tức được kết nối với tất cả mọi người có mặt, và những người bên phía ông chủ cũng xông vào. Kiều Bản ở đâu? Chỉ còn lại chiếc nạng của Kiều Bản, không có gì khác. Đồng thời, Kỳ Đông phát hiện ra người được kết nối ở đầu dây bên kia chính là mẹ của đứa trẻ. Vừa rồi, người phụ nữ bị đau tim đã chết sau khi được giải cứu. Dây keo, linh hồn của cô tách khỏi cơ thể, trèo ra ngoài với tư thế cực kỳ kỳ dị. Kỳ Đông nhanh chóng theo ra ngoài. Tại ngã tư, sau khi bị xe tải lớn đâm vào, người phụ nữ vừa biến mất. Không ngờ con ma này leo núi mệt mỏi lại biết đi nhờ xe. Chồng đi theo, người phụ nữ đã biến mất. Nhà nghiên cứu bên kia vừa ăn xong mì bò phát hiện ra rằng ông có một đường mỏng trên trán của mình. Anh túm lấy nó nhiều lần nhưng không bắt được. Đúng lúc này một bàn tay từ đáy bát vươn ra. Đây là mẹ của cậu bé. Một lúc sau nhà nghiên cứu nhận cơm hộp. Tôi thì sẽ ăn chết người. Chết tiếp theo là một nữ nhà nghiên cứu khác. Không biết liệu mọi người có thể nhận ra, đây là Trương Quân Ninh khi còn trẻ. Những sợi chỉ cũng xuất hiện trên trán cô. Khi Kỳ Đông trở lại, cô ấy đã về phương Tây, và Kiều Bản đã biến mất đang bị treo cổ trên nóc nhà ông chủ. Anh dựa vào lực phản trọng lực của bọt biển mạnh giới để trở thành ma. Kiều Bản không có ý định giấu nó nữa, vì mình bị tiểu đường từ nhỏ, một chân bị tàn tật, người kia cũng sắp chết. Bây giờ có thể đi lại tự do với sự trợ giúp của miếng bọt biển mạnh giới. Thể đang rất đau đớn, cho nên anh muốn tích lũy đủ hận thù, trở thành một hồn ma tự do. Và rất nhiều năm, ông chủ đã xúc phạm anh tổng cộng 744 lần. Được ghi lại bằng một bộ đếm, tổng cộng 744 lần. Ông cũng gọi tôi là đồ que, tôi nhấn một lần. Bây giờ Kiều Bản đã tích lũy đủ oán hận, bây giờ chỉ cần chết ở trung tâm từ trường trên núi. Quỷ hồn có thể tồn tại mãi mãi. Trước khi chết, anh thả đứa trẻ bị mắc kẹt trong miếng bọt biển mạnh giới. Có lẽ là vì cảm thấy trong tương lai mọi người sẽ nhìn thấy nhau, không cần phải nhốt người, chuẩn bị đơn giản. Kiều Bản tự cắt cổ mình. Anh ta có biến thành ma không, hãy đợi một lát xem, bởi vì Kỳ Đông đằng kia sắp bị một con ma xé nát tim. Đang khủng hoảng, cú ngột gấp thực sự đã ném hồn ma ra khỏi xe. Sau khi thức dậy, Kỳ Đông loạn choạng đến ga tàu điện ngầm, nhìn những sợi chỉ mảnh trên bàn chân, giống như dây đòi mạng quỷ Diêm Vương. Anh biết đời mình ngắn ngủi, quả nhiên nữ quỷ lại từ gầm xe chui ra. Khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, Kỳ Đông gọi điện cho bạn gái. Gia Vĩ, hãy làm cho anh một việc.
Ngày mai hãy đến bệnh viện thăm mẹ anh. Làm ơn nói cho cô ấy. Xin đừng ghét anh. Kỳ Đông, đừng nói rằng nữ ma này khá lịch sự. Đợi Kỳ Đông nói xong, chỉ cần đưa tay vào cơ thể anh ấy, trái tim sẽ ngừng đập mỗi lần. Qua rất lâu, một bàn tay nhỏ xuất hiện và đưa vào cơ thể Kỳ Đông. Anh ấy đã được hô hấp nhân tạo. Trong mơ hồ, Kỳ Đông chứng kiến cảnh đứa trẻ đoàn tụ với mẹ. Ngày hôm sau, bác sĩ nói với Kỳ Đông, mẹ anh qua đời vì bệnh nặng. Rất nhiều năm, mẹ Kỳ Đông phải uống thuốc để duy trì sự sống. Có lẽ cái chết không phải là một sự giải thoát. Về nhà, Kỳ Đông nhìn thấy hồn ma của mẹ mình đang ngồi trong phòng khách. Anh ấy cảm thấy có lỗi. Trong nhiều năm đã đưa ra quyết định của mình, để mẹ sống trong đau khổ. Mẹ có hận con không? Đó là lý do tại sao mẹ từ chối rời đi. Làm sao một người mẹ có thể hận chính con trai mình? Lý do tại sao linh hồn vẫn còn, chỉ chờ bình minh tới. Người mẹ muốn tự tay luộc thêm một quả trứng nữa cho con trai. Làm bữa sáng, Kỳ Đông ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện và bật khóc. Anh ấy biết tất cả điểm dừng giữa sự sống và cái chết, không phải vì hận thù mãnh liệt, thậm chí không có bức xạ từ trường, nhưng vì tình yêu nồng nàn. Tiểu Bản chết trên cánh đồng hoa xuyên thảo, chưa trở thành quỷ, nhưng chết thật sự. Thực ra cái chết ban đầu của đứa trẻ không phải do hận thù, nhưng tình mẹ sâu đậm. Con trai, mẹ không muốn thấy con phải sống trong đau khổ như vậy. Đổ hết trách nhiệm lên mẹ. Hãy để mẹ giúp con thoát khỏi nó. Cảm ơn mẹ.